Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Khải Toàn xin chia sẻ vài phương pháp hành thiền, chia sẻ vài câu chuyện của những vị giàu có nhưng phiền não. Người có tiền của liệu có hạnh phúc hay không? Không, những vị tìm đến Khải Toàn không đơn thuần là cầu tài lộc. Họ mong muốn giải đáp được số mệnh, giải đáp được những gì thắc mắc của bản thân. Trong số họ là những vị có nhiều tiền của nhưng tâm không tự tại. Nhìn vào sinh thần bát tự có thể nhận thấy ngay mệnh có tài phú hay không, thời vận hiện tại có tài phú hay không, nhưng không thể thấy được âm đức của bản thân, của mỗi người đã tu dưỡng trong thời quá khứ. Người có nhiều tiền của chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng người biết dành cho mình vài phút hành thiền mỗi ngày sẽ là người an lạc. Phương pháp hành thiền của Khải Toàn trợ duyên vô cùng đơn giản. Mục đích của tọa thiền là tu tâm, không phải tu thân. Bất luận bạn dùng phương pháp gì, hành thiền ở đâu, đích đến của sự hành thiền là giúp tâm khai mở trí huệ. Vạn khoảnh lương điền, nhất uyển phạn, thiên gian hoa hạ, nhất trang sàng. Hàm ý của câu này, dù người giàu có thế nào, có hàng ngàn khoản ruộng tốt tươi như thế nào, ngày cũng chỉ ăn vài bát cơm. Dù có ngàn gian nhà rộng nhưng đêm cũng chỉ ngủ một giường. Người mà theo đuổi tài phú quá mức sẽ mất đi tình thân thương và mất đi khả năng sáng tạo. Trong mệnh lý bát tự tứ trụ, tài nặng thì ấn nhẹ, thân nhược thực thương suy. Tức là tiền tài vượng thì cung mẹ nhược, bản thân nhược, tinh thần và con cái có vận kém. Thời đại ngày nay, người càng nhiều nhà cửa đất đai càng dễ trở thành người đau khổ, là nạn nhân của đồng tiền. Người nhiều tiền của không có nổi phút giây thanh tịnh cho mình là người giữ tiền cho con cháu, đó chính là phú quý giả. Một cô gia chủ lâu năm mời Khải Toàn quay lại Phú Quốc xem căn nhà cô ta mới mua. Cô kể rằng: em mới mua được một căn nhà giá trị lớn này khi trong người chẳng có bao nhiêu tiền. Khải Toàn bảo rằng mệnh của cô là mệnh tình cảm trắc trở, dù sống với ai, sống ở đâu cũng như thế, nhưng là mệnh có tiền của, có nhà cửa đất đai thì kiểu gì cũng sẽ có. Nhưng hãy cẩn thận, càng có nhiều tiền của, càng có nhiều nhà cửa thì tâm càng dễ phiền não. Hãy thử nghĩ lại cách đây tầm 5 năm, khi cô ở nhà thuê nuôi ba con ăn học, đồng lương chỉ vài triệu. Tự nghiệm lại thực tế hiện tại, nhà cửa 5-7 căn, đất đai vài mảnh, có tháng nào nằm xuống, có sáng nào thức dậy mà tâm không nghĩ đến những khoản vay của ngân hàng. Con người là chốn đau khổ phiền não tự tìm đến. Dù biết danh văn lợi dưỡng là độc dược, con người vẫn cứ lao vào. Nói theo thế gian, thà nhiều tiền mà đau khổ còn hơn nghèo khó trong khổ đau. Vấn đề không phải nghèo khó hay giàu có, vấn đề nằm ở tham sân si. Tham sân si mạn nghi chính là độc dược. Khi bạn tham thì không có điểm dừng, sân si mạn nghi sẽ bám theo sau, chúng huyễn hoặc mê muội khó cưỡng lại. Vẫn cô gia chủ ở Phú Quốc này, cô bảo rằng chị chủ bán căn nhà cho em là người quen cũ, chị ấy là người rất giàu có, đi lên từ nghèo khó hai bàn tay trắng, đã từng tái hôn, giờ đây có rất nhiều nhà cửa đất đai ở nhiều nơi. Mỗi lần gặp chị ấy toàn nói chuyện nhà cửa đất đai, toàn nói chuyện cơ hội tiền bạc, đụng đâu cũng thấy tiền. Mà giờ em không tham nữa, vì tài sản cũ còn chưa trả nợ hết. Khải Toàn xin cắt lời, chị ấy là người đau khổ. Cô gia chủ ngạc nhiên trước câu này, vì chính cô ấy có hạt giống đau khổ như chị kia. Người mà suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền, người mà suốt ngày chỉ mong muốn có thêm thật nhiều tài sản là người đau khổ, là kẻ nô lệ của đồng tiền. Người mà trong tâm trí chỉ có mỗi tiền thì làm gì có được sự thanh tịnh,
Với họ, tình cảm gia đình, thời gian dành cho con cái là xa xỉ. Cô gia chủ kể tiếp, chị ấy có vài người con lớn, gây rất nhiều nợ nần bên ngoài, làm cô ấy rất đau khổ lâu nay. Vâng, tất cả là nhân quả. Quỹ thời gian như nhau, khi bạn dành hết thời gian để trồng cây tiền, trồng cây công danh, thì làm gì còn thời gian để chăm sóc hạt giống tâm hồn, làm gì có thời gian cho gia đạo nữa. Khi bạn có nhiều tiền của mà đau khổ, khi bạn làm việc cực lực mà vẫn không có tiền, tại sao lại không ngồi xuống tĩnh tọa hành thiền và tự hỏi bản thân, rốt cuộc tôi vất vả cả đời vì ai, vất vả cả đời vì điều gì, làm việc đầu tắt mặt tối là vì ai? Chưa tự trả lời cho câu hỏi của chính mình là bạn đang trả nợ cho thiên hạ. Dù bạn nhiều tiền ra sao, dù bạn nghèo khó thế nào, bạn nên biết khi nằm xuống ngủ, ta chẳng mang theo được xu nào cả ngoài nghiệp lực. Vì sao người giàu tiền của lại đau khổ? Vì sao có người làm cả đời lại không dư dả? Tất cả vì duyên phận, vì nhân quả. Người ta gặp, việc ta làm, nơi ta sống cũng là duyên phận. Duyên có nghịch và có thuận. Người làm ta khổ đau là do ta nợ họ ở đời trước. Vậy duyên là gì? Duyên là điều kiện bởi vô số thứ hợp thành. Những điều kiện ấy hội đủ gọi là duyên. Ví như ta gặp một người ban đầu thấy ghét ghét, đó là duyên. Sau này mang lòng yêu thương cũng là duyên. Ta bị mất việc là kết thúc một duyên. Nhờ đó ta có một việc mới với vô số nhân duyên mới. Bạn có thể chuyển hóa mọi nghịch duyên thành thuận duyên. Khi bạn buông xả, khi bạn nhận thấy cơn giận dữ và lìa chúng ngay khi có thể, không tạo thêm nhân bất thiện. Vì nhân bất thiện sẽ cho ra quả bất thiện. Vì vậy, duyên phận cũng do con người tạo ra. Bạn muốn kết duyên với ai đó, phải chủ động, gật đầu chào và nở nụ cười. Thế là một mối nhân duyên mới được sinh khởi. Bạn thử nghĩ lại xem, nếu suốt ngày bạn đơ cái mặt, không cảm xúc, làm sao có thể kết duyên lành cho được? Tâm trí của chúng ta như chiếc thùng rỗng. Khi lòng tham tài phú không có điểm dừng, sẽ luôn thấy lỗi lầm của thế gian. Người mà luôn thấy lỗi lầm của người khác, chẳng khác nào mang rác vào chiếc thùng của chính mình, biến chúng thành chiếc thùng rác. Chất chứa lỗi lầm của người khác thì làm sao thấy lỗi lầm của chính mình, chẳng thể nào có được sự thanh tịnh. Chiếc thùng rỗng này cho vào thì dễ, lấy ra rất khó, vì chính ta đã biến chúng thành một chiếc thùng rác không đáy. Chính chúng ta mới có thể cho vào chính tâm trí của mình sự phiền não. Người ta mắng người khác, bạn không giận. Người ta mắng bạn, bạn lại giận. Vì sao lại như vậy? Người mắng ta là người mang rác cho ta, ta dễ dàng nhận lấy là vì sao? Vì chấp vào cái tôi. Bỏ đi cái tôi thì đau khổ hay phiền não không còn cái tôi để bám vào nữa. Ngay từ bây giờ, hãy ngồi xuống bất kỳ nơi nào, tĩnh tọa và theo dõi hơi thở, tự quán xét lại những lỗi lầm của mình. Dừng lại sự quán xét lỗi lầm của thế gian. Chỉ cần bạn dũng cảm buông xả tất cả, để ngồi xuống tĩnh tọa, nhắm mắt theo dõi từng hơi thở của mình, bạn sẽ nhận ra vô số lỗi lầm của chính mình trong quá khứ. Hãy yên tâm, không có sao cả. Khi bạn nhận rõ những lỗi lầm của mình trong thời khắc thiền định, đây mới chính là con người của bạn. Việc tinh tấn hành thiền ngày ngày qua năm nọ, những ảo ảnh trong tâm trí của bạn sẽ dần tan biến, chúng sẽ chuyển hóa thành trí tuệ.
tấm lòng của bạn sẽ rộng mở. Người mà càng đau khổ càng khó tập hành thiền, nhất là trong giai đoạn đầu, vì vừa nhắm mắt lại tâm của bạn rất loạn. Nếu phương pháp theo dõi hơi thở không hiệu quả, bạn có thể chuyển sang phương pháp đếm. Cứ thở vào đếm 1, thở ra đếm 2, thở vào đếm 1, thở ra đếm 2 trong suốt buổi thiền. Bạn cảm nhận từng hơi thở của mình vì biết mình còn thở. Tự quan sát đời người đôi lúc cách nhau một hơi thở thôi. Hãy dừng lại tất cả những tập niệm của quá khứ, của vị lai để theo dõi hơi thở. Và tự niệm chết. Cái chết và ngày mai, cái nào đến trước? Không ai biết cả. Thế thì tại sao bạn lại chấp vào những việc ở thời quá khứ? Tại sao ôm trọn tương lai? Vì sao ta lại chấp vào những việc ngoài khả năng? Vì sao mang quá nhiều tập khí của bất thiện vào chiếc thùng rỗng không đáy? Vì vậy, Khải Toàn chân thành khuyên các bạn không nên oán giận bất kỳ ai. Để buông xả chấp ngã, để tìm cho mình sự thanh tịnh, bạn chỉ cần ngày ngày tinh tấn thiền định là tự giải thoát cho chính tâm trí của mình. Đến thời khắc ấy, bạn tự khắc có câu trả lời cho chính mình: rốt cuộc tôi vất vả cả đời vì ai? Làm việc vất vả vì điều gì? Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.